chứng minh ba đường thẳng đồng quy. Trên vẽ kém có ba đường thẳng A, B, C. Chúng ta sẽ chứng minh ba đường này đồng quy tại điểm Y. Rất đơn giản. Kém chỉ ra đường thẳng A nằm trên mặt phẳng alpha màu xanh. Đường thẳng B nằm trên mặt phẳng beta màu vàng. Giả sử A và B cắt nhau tại Y, chúng ta sẽ chứng tỏ Y thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng này. Tức là Y là điểm chung của hai mặt phẳng. Thì khi đó cái giao tuyến C này nó đi qua Y. Chúng ta kết thúc chứng minh. Thầy xoay hình để các em quan sát.